Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần. Chiều 29 tháng 10 theo giờ địa phương, chính phủ Anh đã công bố ngân sách mùa thu 2018, kế hoạch ngân sách cuối cùng trước Brexit, theo đó tăng một loạt các gói chi tiêu bổ sung trị giá khoảng 30 tỷ bảng trong 5 năm tới ở hầu hết các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc xã hội, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xác nhận sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Liên minh Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo CDU, đánh dấu sự kết thúc 13 năm cầm quyền của mình trong đời sống chính trị châu Âu. Động thái của bà diễn ra trong bối cảnh Đảng CDU đã nhận về một thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội bang Hessen. Ngày 28 tháng 10, cử tri Brazil đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2 giữa ứng cử viên cực hữu Jair Bolsonaro của Đảng Xã hội Tự do PSL và đại diện của Đảng Lao động Brazil PT Fernando Haddad. Theo kết quả bầu cử, ông Bolsonaro đã đắc cử chức tổng thống Brazil với số phiếu ủng hộ 55,1%. Nhờ hàng loạt chính sách cải cách được thực hiện trong năm 2017, Trung Quốc trở thành một trong 50 nền kinh tế hàng đầu thế giới có môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây là đánh giá của nhóm Ngân hàng Thế giới trong báo cáo về môi trường kinh doanh hàng năm công bố ngày 31 tháng 10. Ủy ban châu EC cho biết khoản nợ công khổng lồ của Italia đang đặt ra một mối lo ngại lớn cho khu vực đồng tiền chung châu Eurozone. Đồng thời, EC đã yêu cầu chính phủ Italia giải quyết những lo ngại về ngân sách chi tiêu 2019 trước ngày 13 tháng 11 tới. Căng thẳng vốn đã kéo dài giữa Italia và EU gần đây lại tăng thêm sau khi Rome đưa ra dự thảo ngân sách năm 2019, đề xuất mức thâm hụt tương đương 2,4% GDP, trong khi đó nợ công của nước này đang là 2,3 nghìn tỷ euro. Quý vị, vậy là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được xác nhận có hiệu lực vào cuối tháng 12 sau khi New Zealand tuyên bố Úc trở thành quốc gia thứ 6 chính thức phê chuẩn CPTPP sau Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand và Canada. Trong 60 ngày nữa, các nước thành viên sẽ tiến hành vòng giám thuế đầu tiên và những quốc gia đầu tiên phê chuẩn sẽ là những thành viên được hưởng lợi sớm nhất. Đây thực sự là một tin đáng mừng cho 11 nước thành viên CPTPP, trong đó có Việt Nam, và cũng là chủ đề chính của chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ngày 31 tháng 10, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã đạt được bước đột phá quan trọng khi Australia thông báo với New Zealand rằng nước này đã trở thành nước thứ 6 chính thức phê chuẩn hiệp định. Bên cạnh Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore và New Zealand, đưa hiệp định chính thức có hiệu lực từ 30 tháng 12. New Zealand là quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi và ghi chép tiến trình hiệp định. Ngày hôm nay, tôi xin xác nhận rằng Australia hiện đã hoàn tất các quy trình trong nước để chính thức phê chuẩn CPTPP, trở thành nước thứ 6 phê chuẩn hiệp định. Tôi đã bàn giao lại giấy tờ cần thiết cho New Zealand. Diễn biến này sẽ kích hoạt 60 ngày đếm ngược tới ngày hiệp định CPTPP có hiệu lực và vòng cắt giảm thuế quan đầu tiên sẽ bắt đầu. Mọi người phải nhận thức được rằng quyền lực của WTO đang suy giảm, trong bối cảnh đó cần có các lựa chọn thay thế là các thỏa thuận thương mại đa phương và CPTPP là một trong số đó. Năm thành viên còn lại vẫn đang trong quá trình phê chuẩn hiệp định là Brunei, Chile, Malaysia, Peru và Việt Nam. CPTPP ban đầu có 12 thành viên và mang tên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. TPP rơi vào khó khăn hồi đầu năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp định với lý do ưu tiên bảo đảm việc làm cho nền kinh tế số 1 thế giới. 11 nước còn lại, do Nhật Bản dẫn dắt, cuối cùng đã hoàn tất ký kết hiệp định vào tháng 3 và gọi với tên mới là CPTPP. Được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương từ tháng 11 năm 2017, ký kết vào tháng 3 năm 2018 và 7 tháng sau, 6 trên 11 nước thành viên đã nhanh chóng phê chuẩn và dự kiến có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. Đây là một tốc độ đàm phán phê chuẩn khá nhanh đối với một hiệp định lớn như CPTPP. Để hiểu rõ hơn về những diễn biến trong quá trình hoàn tất CPTPP, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Michael Robert, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngày 31 tháng 10, Australia đã chính thức thông báo phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ông đánh giá thế nào về tốc độ ký kết cũng như phê chuẩn CPTPP của các nước, đặc biệt là Australia? Tôi cho rằng tốc độ phê chuẩn của Australia đối với CPTPP là khá tốt.
TPP vốn là tiền thân của Hiệp định CPTPP, đã được đàm phán trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi. Bởi vậy, CPTPP khá giống với TPP về các phiên được đưa ra trong các tài liệu địa phương. Trên thực tế, các nước ký thông qua thỏa thuận CPTPP đã có hơn 2 năm để xem xét về vấn đề này. Chính phủ đã đạt được sự ủng hộ đối với thỏa thuận CPTPP. Và dĩ nhiên, loại thỏa thuận này cần phải thông qua hai quá trình, và tôi nghĩ việc các nước ký thông qua thỏa thuận này là đúng lúc. Theo ông, liệu trong 60 ngày có đủ để các nước chuẩn bị và chính thức thực hiện Hiệp định CPTPP hay không? Tôi xin nhắc lại một lần nữa về quan điểm của mình. Đó là khoảng thời gian 2 năm rưỡi là một giai đoạn khá dài. Tất cả những gì tôi đọc được, xem được trên các phương tiện truyền thông về các quốc gia tham gia CPTPP đều cho thấy một điều, đó là sự phấn khích tột độ, đặc biệt là đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu. Có rất nhiều ý kiến tích cực xung quanh thỏa thuận CPTPP, và tôi thực sự cho rằng thỏa thuận này sẽ được thi hành và những nước còn lại cũng sẽ sớm ký thông qua. Là một doanh nhân, ông đánh giá CPTPP sẽ mang lại lợi ích gì cho Australia cũng như quan hệ giữa Australia và Việt Nam? Nói về những lợi ích của CPTPP đối với Australia, tôi có thể đề cập ở đây một số lợi ích tiêu biểu. Ví dụ, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của chúng tôi là thịt bò, và CPTPP đem đến cho chúng tôi cơ hội tiếp cận các thị trường như Nhật Bản và Canada, vốn đang đánh thuế rất cao đối với sản phẩm của chúng tôi. Australia cũng xuất khẩu rất nhiều thịt bò sang Việt Nam. Việc xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam rất thành công. Về việc liệu CPTPP có thể giúp gì cho mối quan hệ Việt Nam-Australia hay không, tôi cho rằng trong lĩnh vực dệt may và quần áo, Việt Nam sẽ có lợi thế khi xuất khẩu sang Australia và cả trong lĩnh vực đồ điện tử cũng vậy. Như vậy, nhìn chung các lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sang Australia sẽ có được những lợi ích to lớn một khi CPTPP có hiệu lực. Ông có số liệu cụ thể nào để so sánh không? Thật là khó để nhớ được những con số cụ thể. Song nếu chúng ta nhìn vào mức độ xuất khẩu của Việt Nam sang Australia, thì con số này được kỳ vọng sẽ gia tăng khoảng 50%. Nếu nói đến một con số cụ thể và quy đổi ra tiền tệ thì thật khó. Nhưng tôi nghĩ mức tăng 50% là vô cùng quan trọng cho các nhà xuất khẩu Việt Nam sang Australia. Lĩnh vực mà Australia xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam là giáo dục, chiếm 1,2 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu. Và tất nhiên, chúng tôi hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, bởi lĩnh vực này đang tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, có một số lượng lớn sinh viên Việt Nam học tập ở Australia, khoảng 60.000 người Việt Nam đã và đang theo học các lớp trình độ cao của Australia, và 23.000 người đang học ở Australia. Lĩnh vực giáo dục này cũng đã thúc đẩy CPTPP một cách hiệu quả, bởi Australia là một quốc gia có quan hệ mật thiết với Việt Nam và ngược lại. Chính vì thế, chúng ta làm việc với nhau một cách thoải mái hơn, và nhờ đó quá trình hợp tác giữa hai nước trong việc đàm phán CPTPP cũng hiệu quả hơn. Xin cảm ơn, chúng ta sẽ bước sang phần 2 của chương trình. Các nước thành viên CPTPP cho rằng hiệp định này như thông điệp mạnh mẽ nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ ngày càng tăng trên thế giới, đồng thời đem lại lợi ích về kinh tế lớn cho các nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn về việc liệu Việt Nam đã sẵn sàng khi CPTPP có hiệu lực hay chưa. Hiệp định CPTPP bao trùm thị trường gần 500 triệu dân, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu, là FTA có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, khi tạo ra động lực thúc đẩy mở cửa thị trường, phát triển đầu tư, thiết lập quan hệ thương mại tự do với nhiều quốc gia mới như Canada, Mexico, Peru. Vì vậy, CPTPP được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu, giảm thâm hụt thương mại và mức độ phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc. Với cái mức độ cam kết của CPTPP, thì cái sự mở cửa của hai thị trường này nó sẽ lớn hơn và nó mạnh mẽ hơn so với lại các hiệp định mà chúng ta đã có với lại Nhật Bản và Australia. Còn đối với lại Canada thì hiện nay chúng ta chưa có cái thỏa thuận gì. Và trong điều kiện mà Mỹ không tham gia vào CPTPP, nhưng hiện nay Mỹ, Canada và Mexico thì đã có một cái hiệp định 3B về tự do hóa thương mại, thì Canada sẽ trở thành một cái cửa ngõ để chúng ta xâm nhập vào khu vực thị trường Bắc Mỹ. Ngành dệt may, da giày cũng là những ngành mà sẽ có triển vọng. Ngoài ra nữa là một số những ngành liên quan tới đồ gỗ và những cái hoạt động gắn với công nghiệp hỗ trợ
cũng sẽ có triển vọng nếu chúng ta tham gia được chuỗi và hình thành được những cái chuỗi tốt. Không những thế, CPTPP còn tạo ra động lực để chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và minh bạch hơn cho doanh nghiệp. Cái hiệp định này là rất gắn bó chặt chẽ với cải cách bên trong nền kinh tế, rất gắn bó với cải cách thể chế, cải cách những cái chính sách, cái điều tiết sau đường biên giới. Và đây là cái thời điểm bước ngoặt cho phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, khi Việt Nam tham gia CPTPP, ngoài việc đem lại rất nhiều cơ hội, thì đây cũng là thách thức. CPTPP yêu cầu các chính phủ không được phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước ngoài, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đó là thách thức lớn khi một số doanh nghiệp nước ta hoạt động chưa hiệu quả, điều kiện cơ sở vật chất còn yếu kém. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mất thị phần ngay trên sân nhà. Cái sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật, đầu tư, đặc biệt là công nghệ thiết bị máy móc của chúng ta là chưa có cái sự tức là thay đổi khởi sắc. Mức độ phủ sóng, rồi mức độ thuê bao điện thoại di động của chúng ta khá là nhiều. Nhưng vấn đề của chúng ta là cái mức độ ổn định của nó chưa cao. Rồi công tác an ninh bảo mật mạng của chúng ta phải nói rằng là cũng chưa phải là tốt. Tiếp theo là nguy cơ hàng hóa của 10 nước còn lại sẽ tràn vào Việt Nam, nhất là hàng công nghệ cao và nông nghiệp. Phần lớn hàng hóa chúng ta đang có giá cao hơn các nước tham gia hiệp định này. Một nỗi lo khác của các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan đến việc khi CPTPP có hiệu lực sẽ bị doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng để làm giảm xuất xứ. Thực tế, tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thời gian qua đã khiến nhiều đơn hàng dệt may, da giày dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam để né thuế. Do đó, cơ quan chức năng phải quản lý thật chặt để hiệp định này không bị lợi dụng. Thưa ông, khi CPTPP có hiệu lực, việc gì sẽ xảy ra với các nước chưa phê chuẩn? Liệu việc 6 nước hoàn tất phê chuẩn có thúc đẩy các nước khác đẩy nhanh quá trình thông qua? Tôi cho rằng việc thông qua sẽ xảy ra nhanh, như đã đề cập ở trên. Thỏa thuận này đã được xem xét và đàm phán nhiều lần giữa các nước trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi, và rất nhiều lời nhận xét tích cực đã xuất hiện liên quan đến thỏa thuận này. Tôi hiểu là Quốc hội Việt Nam đã thông qua CPTPP và sẽ hoàn tất vào cuối tháng này. Như vậy là sẽ có tất cả 7 nước ký thỏa thuận này, và tôi hy vọng 4 nước còn lại cũng sẽ sớm thông qua CPTPP. Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất quá trình phê chuẩn CPTPP vào cuối tháng 11. Theo ông, Việt Nam đã sẵn sàng cho một thỏa thuận lớn như vậy hay chưa? Theo tôi, Việt Nam đang ở vị trí hoàn hảo để tận dụng mọi lợi thế có được khi tham gia vào CPTPP. Lợi ích cho Việt Nam chủ yếu đến từ tăng trưởng GDP. World Bank dự đoán đến năm 2030, mức tăng trưởng tối thiểu của Việt Nam sẽ đạt 6,5%, mức cao nhất so với mức tối thiểu là 1,1% của các khu vực khác. Mức trung bình của các nước trong CPTPP là 3,5%. Do vậy, tôi nghĩ rằng GDP của Việt Nam đang ở mức cao. Chính vì thế, tác động của CPTPP đến Việt Nam là rất khả quan. Hiện nay, Việt Nam đang trở thành một trung tâm kinh tế tại khu vực Đông Nam Á, GDP vào khoảng 6,5%. Và so với tăng trưởng các khu vực khác, tôi thấy Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng cho thỏa thuận này. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có nhiều hiệp định thương mại với các nước và khu vực khác, cũng như hiệp định thương mại tự do với khu vực ASEAN, Australia, New Zealand. Những thỏa thuận này hoàn toàn giúp Việt Nam tạo lợi thế khi tham gia CPTPP. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi ích gì khi tham gia vào CPTPP thưa ông? Một số vấn đề tôi đã đề cập ở trên, như thị trường mới, tự do hóa thị trường, những điều này sẽ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận lĩnh vực xuất nhập khẩu, và không chỉ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Australia cũng có cơ hội nhập khẩu được các hàng hóa giá rẻ hơn và bán hàng hóa với giá hợp lý hơn nhằm mở rộng thị trường. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ được tiếp cận với các sản phẩm mới, công nghệ mới. Tôi tin rằng có rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào một thỏa thuận lớn như vậy. Cá nhân ông đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam còn cần cải thiện điều gì để thích ứng với một hiệp định lớn như vậy?
Về mặt xuất khẩu, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị cho các hàng hóa của mình sẵn sàng có thể xuất khẩu về mặt chất lượng và số lượng. Để được xuất khẩu, các doanh nghiệp phải có một thương hiệu tốt, mặt hàng của bạn phải đáp ứng được những tiêu chuẩn mà thị trường bạn tìm kiếm mong muốn, cấu trúc tài chính của bạn ổn định và dồi dào. Và nếu bạn đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này, tôi tin rằng bạn có đầy đủ cơ hội để tham gia vào một hiệp định nổi trội như CPTPP và các bạn sẽ làm rất tốt. Globally through the CPTPP and do extremely well. But you are working as a... Là giám đốc của Osram, ông có thể chia sẻ Osram sẽ làm gì để thúc đẩy quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước khi thỏa thuận này có hiệu lực? Okay, well, that's a good question. Một trong những điều mà Osram đang làm là kết nối các doanh nghiệp với nhau. Điều này giúp các doanh nghiệp Australia đến tìm kiếm và đầu tư vào thị trường Việt Nam cao hơn. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia Osram để hướng đến Australia cũng tăng. Trên thực tế, 20% thành viên của chúng tôi là người Việt Nam. Họ tìm kiếm sự hướng dẫn, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Australia. Tóm lại, chúng tôi giống như một cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác với nhau. Các doanh nghiệp Australia có gặp khó khăn gì khi tham gia vào thị trường Việt Nam không thưa ông? Việt Nam là một cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Australia. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Và cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp Australia tại Trung Quốc đang tìm kiếm các thị trường mới để đầu tư hoặc chuyển hoạt động sản xuất. Chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển hoạt động đến Việt Nam, bởi Việt Nam ở ngay cạnh Trung Quốc. Đây cũng có thể coi là một lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Một lần nữa, tôi cũng nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng vững mạnh và hấp dẫn đối với thế giới. Ông có cho rằng Mỹ sẽ quay lại CPTPP sau khi hiệp định này có hiệu lực không? Vâng, rất thú vị. Hiện nay CPTPP đang ở trong giai đoạn chuẩn bị có hiệu lực. Một số thông tin truyền thông từ Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông ấy sẽ cân nhắc trở lại hiệp định này. Tôi cũng đọc được thông tin rằng phía Anh cũng muốn tham gia vào thỏa thuận CPTPP sau khi rời Liên minh châu Âu. Ngay cả Trung Quốc cũng đang cân nhắc nộp đơn tham gia vào CPTPP. Với 11 thành viên đang tham gia vào CPTPP, hiệp định này chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, tương đương 10.000 tỷ đô la Mỹ. Nếu chúng ta tính cả Mỹ, con số này sẽ tăng lên 14%, và nếu tính cả Trung Quốc và Anh, đây sẽ là một cơ hội khổng lồ cho các bạn Việt Nam và Australia. Một lần nữa, cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, CPTPP sẽ kiến tạo nên một thị trường gần nửa tỷ dân, nơi các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh và thành công trên một sân chơi bình đẳng. Việc phê chuẩn CPTPP là một bước đi quan trọng để Việt Nam hướng tới đa dạng hóa thương mại. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.